Rong biển, bà con ta biết rong biển không? Đúng không bà con? Bà con biết ơi, rong biển nó tốt lắm nha bà con. Bà con mình biết rong biển là nó tốt sức khỏe vô cùng. Nhưng mà có những người, có những mệnh thế này, vui lòng đừng ăn rong biển để cho nó xấu đi sức khỏe của mình. Và bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Vui lòng đừng ăn rong biển là những người có bệnh cường giáp, ba bầu, phụ nữ đang cho con bú, trẻ em, người lớn tuổi, wow, người bị thận, người bị xương. Vui lòng đừng ăn rong biển nha bà con. Những người đừng ăn rong biển để cho nó tốt cho sức khỏe của mình, tốt cho căn bệnh của mình, là những người cường giáp, ba bầu, phụ nữ đang cho con bú, trẻ em, người lớn tuổi, người bị thận, người bị xương, loãng xương đó. Còn ra ngoài ra nó tốt và nó làm sạch cho máu, tốt cho mắt, tốt cho tuyến giáp, tốt cho tim, tốt cho mạch, phòng ngừa ung thư, giảm cân tốt, hỗ trợ tốt cho tiêu hóa, tốt cho thận, ngăn ngừa bướu cổ, tốt cho trẻ em, tốt cho người lớn tuổi, đầy hơi, khó tiêu, táo bón, bệnh trĩ, kháng viêm, tốt quá bà con ha. Nhưng mà không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được nha bà con. Cho nên một ngày ăn không quá 80 gram, ăn 6 ngày là nghỉ một ngày. Ta ăn 6 ngày nghỉ một ngày, nếu ta có điều kiện ta ăn liền, ăn được 80 gram một ngày, 80 gram một ngày, ăn 6 ngày nghỉ một ngày, ăn 6 ngày nghỉ một ngày. Bà con ta chú ý vui vẻ mạnh khỏe. Chúc bà con ta vui trẻ khỏe đẹp nào bà con ơi.